Em chào đại ca. Nghe danh đại ca đã lâu, nay mới được gặp mặt. Hai thằng em cứ an tâm ở đây. Về mới vườn tạm lánh. Có việc anh sẽ bảo. Dạ. Đại ca là người miền Bắc, nhưng hào sảng giống như anh hai Nam Bộ vậy. Anh gốc Bắc, nhưng sinh ra ở đây. Anh vào Nam ra Bắc liên tục mà. Vào trong đi. Vào tự nhiên nhá. Dạ. Mời đại ca. Ê, vô. Em làm cho anh chưa lâu chưa? Từ hồi ra trại anh ạ. Có đi à? Vâng. Án gì? Lúc mới học xong, em lên với ông anh em lên bãi vàng bán trắng cho bọn phu mỏ. Với rồi em bị ốt, vào trại Xuân Lập nằm giam năm. Lúc ra trại thì em lên Mường Kim làm vệ sĩ cho anh Trư. Anh Trư đứt thì em giặt về cho anh Huy Ạt đây. Mà anh Huy Ạt lại đang dính trời này. Nói chung là số em đen lắm anh ạ. Về làm cho anh. Anh giao cho hai em vận chuyển hàng. Mối lái của anh Trư em nắm rồi. Cứ thế mà làm thôi. Dạ, bọn em đang xa cơ lỡ vận, được anh cưu mang thì thật là quý quá. Về ở với anh không lo về tiền, nhưng quan trọng đừng tự đào hầm mà chôn mình. Có một thằng kiếm rất nhiều tiền, ăn chơi cũng chán nên tự đào hầm chôn tiền trong nhà. Nó trước đây làm cho anh thuộc mối mánh lách luật rồi đòi ra làm riêng. Nó phạm luật nên anh cho biết hầm luôn. Nó vẫn ở trong hầm cũng vài năm rồi. Đã ra làm ăn chỉ có một chủ, việc của mình làm. Nếu có bị bắt thì cậm miệng, cắn răng mà ngậm miệng. Uống đây. Ê, vô. Mày đang ở đâu đấy? Dạ em ở trong Nam anh. Mày tranh thủ chơi à? Thế cái việc kia đến đâu rồi? Dạ, nguyên liệu mới về kho đêm qua. Em đang cho làm ngày làm đêm, khoảng cuối tháng này là xong. Liệu liệu mà làm? Dạ, mà anh ơi, vừa có tí trục trặc. Em đang kiểm tra thì anh gọi. Trục trặc gì? Nói. Lão Trư vừa bị ốp anh ạ. Chuyến này em sợ bị tắc ạ. Không được, tìm mọi cách để kết nối lại. Dạ vâng, em biết rồi ạ.
toàn tay to nhỉ? Mà ông ấy hình như đang làm việc cho ai ấy. Sao anh nghĩ thế? Thì cảm giác vậy mà. Anh đi hàng lâu chưa? Cũng được mấy chuyến. Giao cho ông Trư à? Ừ. Sao anh không giao cho bọn Vân Nam luôn? Ừ. Luồng lạch trên biển, anh đâu có biết. Với lại anh Toàn kêu anh liên lạc với anh Trư. Mỗi chuyến có nhiều không anh? Ít nhất cũng là 500 cái, trung bình thì 1.000 cái. Lần này anh kêu giao 2.000, chắc là bù cho những lần trước bị tắc. Thù lao thế nào? Ai trả? Anh Toàn thì cho kênh vài giá một cái, còn khi qua tới Lão Trư thì tăng lên. Đến lúc về Vân Nam thì tăng lên cả chục ấy. Ngon nhỉ? Nhưng mà giống như ôm quả bom nổ chậm ấy. Mỗi lần dính một phát mà đi tàu suốt. Đằng nào chả chết. Có tiền nhiều xương cái đã. Dính vào rồi không có nhả ra được. Mỗi lần nhìn lại anh còn thấy sợ. Nhưng mà đâu lại vào đó. Tiền nhiều quá mà. Với lại ai cho dứt mà dứt. Sao anh lại nói thế? Chú mày từng dính rồi mà sao lại hỏi anh? Em buôn bán cò con trên bãi vàng, có làm ăn lớn đâu mà biết. Là như vậy, chú làm hàng cho anh. Bây giờ chú muốn tắt ngang, anh mà không sửa chú, đến một lúc chú buồn miệng, chú nói cho người khác. Hiểu chưa? Nói vậy thôi, đại ca không để anh em mình bị chết đâu. Anh em mình mà chết, ai mà làm hàng làm họ cho ông? Hiểu không? Này này, hàng của ông nhiều thế, có khả năng sản xuất ở vùng này ấy nhỉ? Nhưng mà thôi, chú biết nhiều để làm cái gì? Làm cái này, biết càng ít càng tốt, hiểu không? Đang đồng gói. Dạ. Tỷ lệ thế nào? Tỷ lệ vẫn như cũ. Một bánh gốc được 2.5 bánh. Được. Chậm nhất 5 ngày nữa phải hoàn thành. Dạ. Xong đấy. Anh tính đưa hàng vào công để đi đường biển, rồi mình nhập về cảng nào? Chắc là Hải Ninh. Nhưng đóng công hay đưa xuống tàu cá còn phải tính kỹ. Em thấy hay là mình đưa hết hàng xuống tàu cá rồi đi thẳng ra biển. Chứ đưa hàng vào công rồi lên cảng, lỡ bị kiểm tra, rách việc. Anh thấy sao? Không có lý. Vì trước hai đưa bằng tàu mà.
Nếu vậy thì em, nếu vậy đến Hải Ninh, mình cho hàng vào bờ hay là sang hàng ở phao số 0? Ngu, đưa hàng vô bờ dễ bị lộ, sẽ có người đón hàng trên biển, rồi đưa xuồng tám máy đi vào bờ cho an toàn. Mày sẽ tổ chức đón, bốc xếp hàng lên bờ, đưa lên xe lên biển. Còn thằng Hùng, anh tính giao cho nó làm việc gì? Thằng Hùng nhỏ lo kết nối, rồi giao hàng ở Vân Nam. Việc này trước đây anh chưa phụ trách. Mày với thằng Hùng nhỏ ra ngoài Bắc kết nối lại kênh, có việc gì báo tao ngay. Dạ. Bám sát nó trên mọi hành trình. Thằng này tao chưa tin nó đâu. Em thấy thằng Hùng nó chết mà anh. Nhưng tao vẫn có linh cảm nó đi với lão Trư bị bắt. Nó đi với mày, mày lại dính cước. Mày đặc biệt phải theo sát nó, không rời nửa bước. Việc này không sơ sẩy ở đâu. Bọn công an chìm bây giờ mà mạnh lắm. Dạ, em hiểu. Nghề này phải hết sức cẩn thận. Đếch tin bố con thằng nào nếu muốn giữ mạng mình. Hehehehe.